Các em thân mến, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em học bài số 8 Chuyển động biến đổi gia tốc trong sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em quan sát hình ảnh dưới đây là hình ảnh chụp hoạt nghiệm của thí nghiệm về sự thay đổi vận tốc của một ô tô đồ chơi chạy bằng pin có gắn anten dùng để điều khiển từ xa. Thì trong 3 giai đoạn chuyển động thì vận tốc trong 3 giai đoạn chuyển động này có gì giống và khác nhau? Các em quan sát hình ảnh chụp hoạt nghiệm trong những khoảng thời gian như nhau. Trong hình A thì các em thấy rằng trong những khoảng thời gian như nhau thì quãng đường đi được của chúng là sẽ tăng dần, các em không? Trong những khoảng thời gian như nhau quãng đường của chúng tăng dần. Hình B là trong những khoảng thời gian như nhau thì quãng đường của chúng đi được là như nhau, các em thấy đều không? Còn hình C là trong những khoảng thời gian như nhau thì những cái quãng đường đi được của chúng sẽ bị giảm dần. Vậy là hình A là xe chuyển động nhanh dần, xe đang chuyển động nhanh dần. Hình B là xe chuyển động thẳng đều, chuyển động đều, chuyển động đều, không có sự thay đổi vận tốc. Hình C là chuyển động chậm dần, chậm dần. Tại vì sau những khoảng thời gian như nhau mà quãng đường đi được nó ngắn dần. Do đó xe đang chuyển động chậm dần. Cái đặc điểm giống nhau của ba cái hình này là xe đang chuyển động theo một chiều là từ trái sang phải và cùng phương, nghĩa là cùng một cái đường thẳng, và chuyển động là cùng chiều. Vậy là giống nhau ở đây là chuyển động cùng phương và cùng chiều, cùng phương và cùng chiều. Và khác nhau ở đây là hình A chuyển động nhanh dần, hình B chuyển động thẳng đều và hình C chuyển động chậm dần. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về khái niệm về chuyển động biến đổi. Một ô tô mà đang đứng yên mà muốn bắt đầu chuyển động thì chúng sẽ tăng dần vận tốc, do đó chuyển động của chúng là chuyển động nhanh dần. Còn khi ô tô mà muốn dừng lại thì chắc chắn là xe phải chuyển động chậm dần nên vận tốc của chúng sẽ giảm dần. Đó, thì chuyển động của xe nó có sự thay đổi vận tốc như vậy thì người ta gọi là chuyển động biến đổi. Nha. Nghĩa là chuyển động biến đổi là chuyển động có sự thay đổi vận tốc của một vật, có thể là nhanh dần hoặc cũng có thể là chậm dần, thì chuyển động đó gọi là chuyển động biến đổi. Bây giờ chúng ta hãy tìm một số ví dụ về chuyển động biến đổi trong cuộc sống. Các em thì có thể lấy một số ví dụ như sau. Thứ nhất là chúng ta lấy ví dụ là một cái vật nó rơi từ trên cao xuống. Các em thấy rõ ràng rằng vật mà rơi từ trên cao xuống là nó chuyển động nhanh dần, đúng nào? Hoặc là chúng ta ném một vật lên cao. Khi mà các em ném một vật lên cao thì vật đó sẽ chuyển động chậm dần, đúng không? Sau đó đến độ cao rồi, nào đó rồi nó sẽ chuyển động xuống lại, nghĩa là chuyển động sẽ nhanh dần lại, đúng không? Hoặc là xe bắt đầu chuyển động, xe bắt đầu chuyển động hay là xe bắt đầu khởi hành, thì nó sẽ chuyển động nhanh dần. Hoặc là tàu hỏa đang vào nhà ga, bắt buộc xe tàu hỏa này nó phải chuyển động chậm dần khi mà đi vào nhà ga. Vậy là tàu hỏa rời ga thì chuyển động nhanh dần, còn tàu hỏa mà vào nhà ga thì chuyển động chậm dần. Hoặc là chuyển động của một chiếc xe đang sổ dốc, sổ xuống dốc trên một đèo cao thì chứng tỏ rằng xe cũng chuyển động nhanh dần, đúng không? Đó. Thì những cái ví dụ đó là những ví dụ về sự chuyển động biến đổi, nghĩa là có sự tăng vận tốc hoặc là giảm vận tốc. Vậy theo các em, cái đại lượng nào nó đặc trưng cho sự tăng vận tốc và sự giảm vận tốc đó? Thì chúng ta sẽ vào phần số 2, đó là gia tốc của chuyển động biến đổi. Thì để xác định được sự thay đổi vận tốc theo thời gian, nhớ nha, sự thay đổi vận tốc theo thời gian, thì chúng ta phải biết được vận tốc tức thời tại những cái thời điểm, đúng không, khác nhau. Thì để biết được những cái tốc độ tại những thời điểm khác nhau đó, thì trên những ô tô xe máy người ta có gắn một cái tốc kế, là một cái thiết bị để đo trực tiếp vận tốc tức thời tại những cái thời điểm, tại từng thời điểm khác nhau đó nha. Và dựa vào đó chúng ta sẽ biết được ô tô đang chuyển động nhanh hay là đang chuyển động chậm, là chúng ta nhìn vào cái tốc kế đó. Tại những thời điểm đó chúng ta sẽ biết được xe ô tô đang chuyển động nhanh lên hay là chậm đi. Các em nhìn vào bảng 8.1 thì các em thấy rằng đây là bảng ghi số liệu vận tốc tức thời tại những thời điểm khác nhau, là giây thứ 0, giây thứ 2, giây 4, giây 6 và giây 8. Và kết quả vận tốc tức thời tại những thời điểm đó được ghi ở dưới đây. Ghi theo đơn vị km trên giờ và ghi theo đơn vị mét trên giây. Để chuyển đổi từ km trên giờ sang mét trên giây thì các em sẽ lấy những giá trị này, các em chia cho 3.6 thì ra được kết quả mét trên giây. Hoặc ngược lại, muốn chuyển từ mét trên giây sang km trên giờ thì các em sẽ lấy những giá trị này nhân cho 3.6 thì ra được giá trị này. Nha. Nhớ cách chuyển đổi qua lại giữa km trên giờ và mét trên giây. Vậy là bảng trên cho ta thấy được vận tốc của ô tô nó tăng dần, các em thấy không? Tại thời điểm 0 giây thì vận tốc bằng 0, nhưng mà tại thời điểm 2 giây thì vận tốc là 2.5. Tại thời điểm 4 giây vận tốc là 5.28 mét trên giây. Giây thứ 6 là 8.33 và giây thứ 8 là 12.5. Nghĩa là xe đen chuyển động nhanh dần, đúng không nào?
Vậy là cái thuật ngữ gia tốc á, có nghĩa là tăng thêm tốc độ. Ngoài ra trong vật lý á, thì gia tốc không chỉ được dùng để mô tả sự tăng vận tốc luôn, mà còn dùng để mô tả được cái sự giảm vận tốc của vật nữa nha các em. Đấy, chưa? Thứ hai là trong các bài sau chúng ta sẽ thấy gia tốc không những dùng để mô tả sự thay đổi về độ lớn, không những dùng để mô tả sự thay đổi về độ lớn của vận tốc, mà nó còn dùng để mô tả sự thay đổi về hướng của vận tốc. Thay đổi về hướng của vận tốc. Hướng ở đây là nó là phương chiều nha. Hướng ở đây là mình sẽ hiểu nó là phương và chiều, chính là hướng. Thứ ba là cái công thức tính gia tốc được xác định bằng công thức sau. Gia tốc được đo bằng thương số hay là tỷ số của delta V chia cho delta T. Đây chính là tốc độ biến thiên vận tốc. Ngoài ra cái gia tốc này còn hiểu rằng cái thuật ngữ là tốc độ biến thiên vận tốc. Tốc độ biến thiên vận tốc. Nghĩa là cái sự thay đổi vận tốc theo một đơn vị thời gian thì người ta gọi là tốc độ biến thiên vận tốc, chính là gia tốc, chính là đại lượng đặc trưng cho tốc độ biến thiên vận tốc của vật. Và công thức này được gọi là tốc độ trung bình nếu delta T này ngắn, hoặc là delta T này là một khoảng thời gian nào đó. Còn nếu delta T rất ngắn thì sao? Các em để ý này. Rất nhỏ, nếu delta T rất nhỏ thì gia tốc này được gọi là gia tốc tức thời tại thời điểm T nào đó luôn. Gia tốc tức thời cũng giống như chúng ta học vận tốc tức thời và vận tốc trung bình vậy. Thì ở đây cũng có gia tốc tức thời và gia tốc trung bình nha. Các em chú ý là delta V này á, và delta T thì các em có thể viết rõ ràng như sau. Gia tốc thì bằng vận tốc tại thời điểm T nào đó trừ cho vận tốc tại thời điểm T0, là T lúc trước, nghĩa là V sau trừ V đầu chia cho T sau trừ T đầu. Công thức này các em sẽ xác định được gia tốc. Một là xác định độ biến thiên vận tốc sau 8 giây của chuyển động trên. Thì cái tài liệu này thầy đã hướng dẫn cho các em trong một video rồi, nhưng mà trong quá trình thầy làm mất cái video đó rồi, nên thầy hướng dẫn lại cho các em. Nên các em thấy rằng có chữ viết trước ở đây này. Xác định độ biến thiên vận tốc sau 8 giây của chuyển động. Nhớ là độ biến thiên vận tốc là delta V nha. Delta V chính là độ biến thiên vận tốc sau 8 giây là delta V. Thì các em sẽ lấy cái vận tốc tại giây thứ 8 trừ cho vận tốc tại giây thứ 0. Thì chúng ta thay vào thôi ha. Vận tốc tại giây thứ 8 là bằng 12,5 và giây thứ 0 là 0. Vậy là các em lấy 12,5 trừ cho 0. Vậy kết quả là bằng 12,5 mét trên giây, chính là độ biến thiên vận tốc sau 8 giây kể từ lúc bắt đầu xuất phát, đúng không nào? Tiếp theo là chúng ta xác định độ biến thiên vận tốc sau mỗi giây. Đây, độ biến thiên vận tốc sau mỗi giây nghĩa là tốc độ biến thiên. Nghĩa là độ biến thiên vận tốc. Độ biến thiên vận tốc chính là delta V chia cho delta T nha. Chia delta T chính là tốc độ biến thiên vận tốc. Vậy là ý thứ hai là mình đi xác định là delta V chia delta T trong 4 giây đầu và 4 giây cuối nha. Đây số 1 đúng không? Giờ số 2. Vậy là trong 4 giây đầu thì sẽ có là delta V chia cho delta T sẽ bằng. Delta V là bằng bao nhiêu? 4 giây đầu là lấy V ở giây thứ 4 trừ cho V ở giây thứ 0. Chia cho giây thứ 4 là 4 trừ cho 0. Thay vào. Ở đây mình có là giây thứ 4 là 5,28 trừ 0. 5,28 trừ cho 0. Chia cho 4 trừ 0. Các em bấm máy ra được bằng 1,32. Cái đơn vị ở đây các em lưu ý, đơn vị ở đây là mét trên giây bình phương nha. Đơn vị này là mét chia cho giây bình phương. Tại sao như vậy? Tại vì cái vận tốc này nè các em, là đơn vị của nó là mét trên giây. Thầy giải thích thêm chỗ này nha. Chia cho thời gian chính là giây. Thì viết thành giây. Giây là chữ S. Mét mà trên giây á, mà chia giây thì nghĩ là nó bằng mét trên giây nhân nghịch đảo là nhân 1 trên S. Đúng không? Chia là chi S trên 1 thì nhân nghịch đảo là 1 trên S. Thì nó sẽ bằng là M nhân 1 được M trên cho S nhân S là S mũ 2. Do đó các em có thể viết như thế này. M trên cho S bình phương là mét trên giây bình phương. Đây là đơn vị của gia tốc.
chính là đơn vị của cái tỷ số này nha, các em lưu ý nha. Tiếp theo chúng ta sẽ tính 4 giây cuối ha. 4 giây cuối thì thầy sẽ có là delta V chia delta T, lúc này sẽ là V ở giây thứ 8 trừ cho V ở giây thứ 4 nha, chia cho 8 trừ 4 bằng, các em lấy là 12,5 là ở giây thứ 8 trừ cho 5,28 là ở giây thứ 4. Vậy là 12,5 trừ cho 5,28 trên cho 8 trừ 4 là được 4 ha. Bấm ra. Bằng 1,805, 1,805 mét trên giây bình phương. Được chưa các em? Rồi. 3. Các đại lượng được xác định ở câu 2, câu 2 này. Cho ta biết điều gì về sự thay đổi vận tốc của chuyển động trên? Các đại lượng là xác định ở câu 2, cho biết được mức độ thay đổi vận tốc của chuyển động ha. Mức độ thay đổi nhanh hay chậm của chuyển động. Nghĩa là 4 giây đầu thì cái sự thay đổi vận tốc của nó theo thời gian là sẽ nhỏ hơn so với 4 giây sau. Nghĩa là 4 giây cuối vật tăng tốc nhanh hơn so với 4 giây đầu nha. Vật tăng tốc nhanh hơn so với 4 giây đầu. Nếu trong một cái thời gian delta t thì đổi biến thiên vận tốc delta v, thì lúc này đổi biến thiên của vận tốc trong một đơn vị thời gian được tính bằng a bằng delta v chia delta t, thì bằng v tại thời điểm t nào đó trừ cho v chia rho chia t từ t chia rho. Và cái đại lượng a này cho biết sự thay đổi nhanh chậm, các em không, ý là ý số 3 này chính là chỗ này, cho biết sự thay đổi nhanh chậm của vận tốc nha, cho biết sự thay đổi nhanh chậm của vận tốc thì được gọi là gia tốc của chuyển động, gọi tắt là gia tốc. Chưa? Nếu delta v có đơn vị là mét trên giây thì các em có thể viết gọn là mét nhân trên giây mũ trừ 1. Tại vì giây là giây mũ 1, các em chuyển lên tự số là đổi dấu số mũ là x trừ 1. Delta t có đơn vị là giây thì lúc này đơn vị gia tốc là mét trên giây bình phương. Các em có thể viết thành mét nhân cho x mũ trừ 2. Nhớ là chuyển từ mẫu lên tự số là chúng ta phải đổi dấu số mũ nha. Nghe thầy đã chứng minh rồi đúng không các em? Vì delta v là một đại lượng vectơ nên gia tốc a cũng là một đại lượng vectơ, nên chúng ta sẽ có cái phương công thức gia tốc vectơ a sẽ bằng delta v. Delta v đây là cái delta v này là một đại lượng vectơ nhé, chỉ cho delta t là một đại lượng vô hướng. Vậy là cái gia tốc nó sẽ cùng phương cùng chiều với delta v, mà delta v này chính là hiệu hai vectơ. Nghĩa là các em lấy vectơ tại thời điểm t trừ cho vectơ tại thời điểm ban đầu là t0 chia cho delta t. Do đó hướng của gia tốc chính là hướng của delta v. Các em lưu ý nha, hướng của gia tốc chính là hướng của delta v. Bây giờ người ta yêu cầu mình chứng tỏ rằng khi mà vectơ a mà cùng chiều với vectơ v thì tích a nhân v lớn hơn 0. Thì lúc này chuyển động đó là chuyển động nhanh dần. Còn khi vector A mà ngược chiều với vector V đó thì tích A nhân V nhỏ hơn 0 thì chuyển động là chậm dần. Thì ở đây rất là nhiều cách để giải thích, thì chúng ta có thể giải thích như sau. Đầu tiên mà khi mà các em làm một bài toán về chuyển động á, chúng ta phải chọn chiều dương nha. Đầu tiên mình phải chọn chiều dương, hay là chọn hệ vi chiếu đó. Chiều dương là chiều chuyển động của vật. Chiều dương là chiều chuyển động của vật, chiều chuyển động của vật luôn, chuyển động của vật nha. Nhớ là chiều dương là chiều chuyển động của vật luôn nha. Ví dụ như thầy chọn cái vật đang chuyển động như thế này, xe đây, xe ô tô này, các em phải để ý là cái này để làm bài tập nha. Đây, chiều dương này là chiều chuyển động của xe này, và cái vận tốc xe chuyển động theo chiều này dẫn đến là cái vận tốc v của xe nó phải lớn hơn không nha. Tại vì xe chuyển động theo chiều dương thì vận tốc phải dương nha. Bây giờ mình sẽ có này, chúng ta từ công thức là gia tốc a thì bằng v tại thời điểm t trừ cho v tại thời điểm là t0 chia cho delta t. Tại vì delta t là dương rồi thì không quan tâm nữa, thầy chỉ quan tâm chỗ đây thôi. Từ công thức này, vậy là khi mà xe chuyển động nhanh dần nha, xe chuyển động nhanh dần
nhìn vào, đúng không? Nhìn vào. Nếu mà xe mà chuyển động nhanh dần á, thì các em thấy rằng xe mà chuyển động nhanh dần thì dẫn đến là chúng ta suy ra V tại điểm T nó phải lớn hơn V tại điểm T0, đúng không? Thằng V sau lớn hơn V đầu. Từ đó thầy suy ra được cái delta V này này, nghĩa là VT trừ cho VT0 này, này là delta V á, delta V á sẽ lớn hơn 0 không? À, delta V sẽ lớn hơn 0 không? Delta V lớn hơn 0 thì dẫn đến là gì? Dẫn đến là A nó phải lớn hơn 0 không? Này, delta V lớn hơn 0 thì A sẽ lớn hơn 0. Chưa? Mà cái vận tốc V luôn luôn dương rồi, tại vì xe chuyển động theo chiều dương thì vận tốc đã dương rồi. Mà A là lớn hơn 0 nữa thì dẫn đến suy ra A nhân cho V lớn hơn 0. Cái V này là V chung của hai cái này nha. V này là V V chung. Tại VT cũng dương mà VT0 nó cũng dương, nên thì gọi V là V chung. À, trong trường hợp là chuyển động theo chiều dương thì vận tốc nó phải dương nha. Đó, vậy là thầy chứng minh xong A nhân V lớn hơn 0 thì dẫn đến xe chuyển động chậm dần. Vậy nếu mà thầy chọn cái chiều âm thì sao? Ví dụ này giả sử trường hợp 1. Giả sử trường hợp 2. Nếu mà xe chuyển động theo chiều âm thì sao? Nếu mà xe chuyển động theo chiều âm, gọi là chiều chiều âm là chiều chuyển động của vật của xe đó, là chiều thử coi nha, chuyển động của vật. Thì các em sẽ có là xe chuyển động đi ngược lại nên cái V nó phải âm. Đúng không? À, xe chuyển động theo chiều âm á, thì vận tốc phải có giá trị âm ha. Thì lúc này chúng ta sẽ từ công thức là A thì bằng V trừ cho V, V từ điểm T đi, trừ V ban đầu chia cho T điện T đi ha. Rồi. Nếu mà xe mà chuyển động nhanh dần, xe chuyển động mà nhanh dần thì chúng ta thấy rằng cái V á, nhanh dần thì cái V sau nó phải lớn hơn cái V đầu nha. À, cái V sau nó phải lớn cái V đầu. Nhưng mà cái V sau nó lớn V đầu là về mặt độ lớn nha, còn về dấu là khác nha. Tại vì để chuyển động theo chiều âm thì V nó phải âm. Do đó thầy sẽ viết cho thầy là cái độ lớn nha. Vì thầy về cái độ lớn á, là chúng ta có cái V sau là độ lớn của V sau nó phải lớn hơn cái độ lớn của V đầu. Đúng không nào? Độ lớn nha. Nhưng mà về dấu thì ngược lại, tại vì độ lớn nó lớn hơn, tại vì chuyển động theo chiều âm thì V nó phải âm. Nên nó về dấu thì sẽ ngược lại suy ra nhanh dần. Mà cái V này nó âm dẫn đến là cái V sau này này, về mặt V sau này nó phải lại nhỏ hơn V đầu. Xét về dấu á các em, dấu âm độ lớn mà nó lớn hơn thì nhiên về dấu nó phải nhỏ hơn lại. Do đó cái hiệu này cũng âm. Các em hiểu không? Thì ví dụ như cụ thể như thế này, xe mà chuyển động là ngược chiều dương mà chuyển động nhanh dần thì với V sau độ lớn của nó là 3. Còn cái V đầu á, độ lớn nha, là 3. Cái V đầu của nó độ lớn á, là bằng 2 đi. Nhưng mà về dấu á, thì các em thấy rằng V của nó phải bằng âm 3. Tại vì chuyển động nó chuyển động ngược chiều dương, về dấu này phải là âm 2. Do đó về các em thấy không? Nên cái V này này, là cái V này phải là trừ 3, nó phải nhỏ hơn cái V không. Hiểu không? Tất nhiên là đi thi các em có thể bỏ, các em giải thích các em có thể bỏ trường hợp 2 đi, các em có thể giải thích trường hợp 1 cho nó dễ. Tại vì việc chọn chiều dương là cái chiều dễ làm nhất. Còn thầy chọn cái chiều này để các em thầy chứng tỏ cho các em thấy là nó vẫn là tích A nhân V vẫn lớn hơn 0 nha. Rồi, vậy là V nhỏ V0 thì dẫn đến delta V nó cũng âm. Đúng không nào? Tại vì cái này nó là cái này này. Từ đó suy ra là A nó cũng âm. Vậy là A âm mà V này nó cũng âm, suy ra A nhân V nó phải dương. Tại vì hai âm nhân lại thì ra là dương. Đó. Rồi, trường hợp tiếp theo là nếu mà xe chuyển động chậm dần thì sao? Bây giờ mình sẽ chọn một chiều thôi nha. Thì chọn chiều dương là chiều chuyển động thôi, để mình dễ khảo sát. Thì mình chọn chiều dương là chiều chuyển động thì vận tốc nó phải dương. Chiều dương là chiều chuyển động. Thì cái V nó luôn luôn dương trong quá trình chuyển động. Thì mình sẽ có là cái gia tốc A đó, nó bằng V sau trừ cho V đầu
GT từ T0. Mà khi mà xe chuyển động chậm dần, xe mà chuyển động chậm dần thì dẫn đến là gì? Suy ra là cái vận tốc V sau này này nó phải nhỏ hơn vận tốc V đầu. Đúng không? Nên các em suy ra cái hiệu hiệu V trừ cho V0 nó phải âm. Nghĩa là delta V nó âm đó thì suy ra cho tốc nó phải âm. Tại vì delta nó dương rồi. Mà A nó âm mà V nó dương thì dẫn đến là A nhân V nó phải là trái dấu này nó nhỏ hơn 0. Chưa? Vậy là A nhân V nhỏ hơn 0 thì xe chuyển động chậm dần. Chưa? Mà chậm dần mà các em thấy rằng V dương mà A nó âm, mà V và A là hai đại lượng vector. V và A là hai đại lượng vector. V dương mà A nó âm thì dẫn đến là vector A nó phải ngược chiều với vector V. Nên dẫn đến là vector A phải cùng phương nhưng mà phải ngược chiều. Thầy biết này là phép tắc nha, cùng phương ngược chiều với vector V. Đó. Đúng không? Tại V dương thì vector nó sẽ hướng theo chiều dương. Còn này A nó âm thì vector nó phải hướng ngược chiều dương. Do đó là hai vector này phải ngược chiều nhau. Còn bên này cũng vậy. À, giống như trường hợp đầu thì chưa có nói về chiều. Như thầy nói đây, nếu mà cái V nó dương mà cái A nó cũng dương luôn, dẫn đến là A và V nó sẽ cùng chiều. Đúng không? Tại vì A là đại lượng vector. Do vector V nó thì hướng theo chiều dương rồi thì vector A nó phải hướng theo chiều dương nha. Chúng ta xét cái bài tập ví dụ sau. Một cái xe máy đang chuyển động thẳng với vận tốc 10 mét trên giây thì tăng tốc. Biết rằng sau 5 giây kể từ khi tăng tốc, xe đạt vận tốc là 12 mét trên giây, tính gia tốc của xe. Thì các em tóm tắt đề bài là cho vận tốc ban đầu là 10 mét trên giây, vận tốc sau 5 giây là 12 mét trên giây. Tính gia tốc A thì chúng ta dùng công thức delta V chia cho delta T nhé. Nhớ là chiều dương là chiều chuyển động. Ở đây là chúng ta chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe. Do đó chúng ta sẽ có là 12 là V sau trừ cho 10 là V đầu chia 5 được 0.4. Vậy gia tốc của xe là 0.4 nha. Khi mà các em tính ra được cái gia tốc A nó bằng 0.4 này, cái vận tốc ban đầu nó là dương này, nên tích AV là lớn hơn 0 thì xe đang chuyển động nhanh dần với gia tốc 0.4 ha. Không thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết này nó tăng tốc. Tiếp theo là khi nếu sau khi đạt được vận tốc 12 thì xe chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn bằng gia tốc trên thì sau bao lâu thì dừng lại? Chúng ta sẽ coi như V phẩy là V không phẩy là bắt đầu chậm dần là từ thời điểm này là 12, sau đó đến khi dừng lại là V bằng 0 thì gia tốc sẽ bằng trừ 0.4. Tại sao trừ 0.4? Tại vì xe đang chuyển động chậm dần vẫn là theo chiều cũ, nó không có đổi hướng nha, xe đang chuyển động chậm dần thôi, nên á cái gia tốc nó phải là ngược dấu với vận tốc, do đó nó âm 0.4. Nào, chúng ta lấy gia tốc ở trên. Từ công thức là gì? A bằng delta V phẩy trên delta T phẩy. Lúc này mình sẽ rút ra được delta T phẩy sẽ bằng delta V phẩy chia A nha. Còn các em không biết rút thì các em chú ý rút công thức là lúc này ra nhân chéo lên nha. Rút delta T phẩy thì bằng lấy 1 nhân delta V phẩy chia A, ra được công thức này. Mình thay vào delta V phẩy lấy V sau là 0 trừ cho V đầu là 12, chia cho gia tốc là trừ 0.4. Tại vì sao có dấu âm? Tại vì chỉ đồng chậm dần nên nó âm, phải ngược với gia tốc ở trên. Thay vào đây tính được 30 giây. Rồi câu số 1, phần bài tập tính gia tốc của ô tô trên 4 đoạn đường ở hình 8.1. Đoạn thứ nhất nè, từ giây thứ 0 đến giây thứ 1. Đoạn thứ hai là từ giây thứ 1 đến giây thứ 4. Đoạn thứ ba là giây thứ 4 đến giây thứ 6 và đoạn thứ 4 là giây thứ 6 đến giây thứ 7. Bây giờ thầy tính gia tốc A1 trước nha. A1 sẽ bằng, các em lấy V tại thời điểm T 1 giây là bằng 5. À chỗ này chúng ta nên đổi sang mét trên giây nha. Các em nên đổi sang mét trên giây là lấy 5 chia 3.6. 5 chia cho 3.6 thì bằng 1.38. À, cái số này nó hơi 1.38. Tính gia tốc vậy thì sẽ có là bằng 1.388 thì nè, trừ cho
vận tốc lúc đầu là không, thì xe bắt đầu chuyển động mà đúng không? Rồi chia cho một thì kết quả nó sẽ bằng 1,3888 gì đó ha, thì như là 39 đi. Đấy. Thì đơn vị là mét trên giây bình phương, tại vì thầy đã đổi ra cái đơn vị vận tốc là mét trên giây rồi. Tiếp tục đoạn thứ hai là gia tốc A2 sẽ bằng, các em lấy 29 chia cho 3,6, chúng ta chuyển về mét trên giây là bằng 8,05. Vậy thầy sẽ có 8,05 trừ cho 1,38 là tại thời điểm 1 giây như này, 1,388 là thành 9, chia cho 4 trừ cho 1, tại vì giây thứ tư là đạt là vận tốc là 8,05, ở giây thứ một là đạt vận tốc là 1,389 trừ cho 1,388 đúng không, bằng 6,67, 6,67 mét trên giây bình phương, thì làm tròn số luôn đó nha. Tiếp tục A3 là cái đoạn thứ ba, chính là V tại điểm giây thứ 6 là 49, các em lấy 49 chia 3,6 bằng 13,61 trừ cho 8,05 chia cho 6 trừ 4 trừ 8,05 chia cho 2 2,7. Sáu trừ bốn nè, ba giây. Xem mà nó nhỏ hơn ta. À, cái này là thời gian thôi. Cái này 2,78 mét trên giây bình phương. Tiếp tục các em tính cái đoạn thứ tư là A4 sẽ bằng 30 chia cho 3,6 8,33 trừ cho 13,61 là ở giây thứ 6, lấy 7 trừ giây thứ 6 ha, bằng 13,61 bằng trừ 5,27. Dấu trừ này chứng tỏ rằng trong cái đoạn thứ tư á là xe đang chuyển động chậm dần nha các em. Thì câu B là gia tốc ô tô trên đoạn đường thứ tư này các em, có gì đặc biệt so với sự thay đổi vận tốc trên các đoạn đường khác? Rõ ràng gia tốc trên đoạn thứ tư á là mang giá trị âm. Gia tốc âm. Gia tốc âm thì vận tốc của xe giảm. Còn các đoạn đường 1 2 3 thì gia tốc dương. Gia tốc dương. A lớn hơn 0. Những cái đoạn này là gia tốc lớn không thì thì vận tốc của xe tăng, còn ở đoạn thứ tư là vận tốc của xe giảm, gia tốc âm. Tiếp theo câu số 2, một con báo đang chạy với vận tốc là 30 mét trên giây thì lúc này chuyển động chậm dần tới gặp một con suối trong 3 giây, vận tốc của nó giảm còn 9 mét trên giây, tính gia tốc thì các em có thể tính nhanh luôn là gia tốc A sẽ bằng vận tốc lúc sau là 9 trừ cho vận tốc lúc đầu là 30 chia cho thời gian lúc sau là bao nhiêu, nghĩa là khoảng thời gian biến thiên nữa là 3 giây, là 3 đúng không? Vậy chúng ta sẽ có 9 trừ 30. Những cái bài tập làm như thế này là các em phải lưu ý cái chiều dương là chiều chuyển động của vật nha. Khi mà chúng ta thay số như thế này chúng ta sẽ hiểu rằng ở đây là chiều dương là chiều chuyển động của vật, không nhắc gì là các em phải hiểu là bằng trừ 7. Các em lưu ý là khi mình làm mình nên ghi thêm là chiều dương là chiều chuyển động của vật. Đó. Luôn luôn như vậy nha, câu trên cũng vậy, không nhắc gì đến cái chiều chuyển động, nghĩa là chiều dương luôn luôn là chiều chuyển động của vật. À, trong câu số 1 đó các em. Làm bài tập vật lý là chúng ta phải chú ý đến chiều. Tại vì vận tốc độ lớn của nó phụ thuộc vào chiều. À, nên cái V nó dương. Trường hợp này các em thay vào bình thường 9 30 bình thường, phép trừ bình thường.
tính ra gia tốc nó âm, chứng tỏ rằng gia tốc và vận tốc nó ngược chiều nhau và đang chuyển động chậm dần. Câu số 3. Cái đồ thị hình 8.2 mô tả sự thay đổi vận tốc theo thời gian của một chuyển động của một ô tô thể thao đang chạy thử về phía bắc. Tính gia tốc của ô tô trong 4 giây đầu. Đây, các em nhìn vào cái trục tung, trục đứng này là trục vận tốc, còn trục ngang là trục thời gian. Giây thứ 0 đến giây thứ 4 chỗ này này. Thì để tìm được cái vận tốc tại giây thứ 4 là các em phải chiếu lên đây, các em thấy là chỗ này là giây thứ 4. Vận tốc các em chiếu qua đây, chiếu qua trục thẳng đứng này, các em tìm được vận tốc là 20 mét trên giây. Vậy là chúng ta sẽ có được gia tốc A, thì đặt là A1 ở câu A đi. Thì bằng, nhớ là chiều dương là chiều chuyển động nha. Thì bây giờ các em kiểm tra xem chỗ này là vận tốc lúc thời điểm 4 giây là 20 này, trừ thời điểm ban đầu là 0, trừ cho 4 trừ 0 là bằng 5 mét trên giây bình phương. Chờ. Tiếp theo câu B là từ giây thứ 4 đến giây thứ 12, 4 đến giây thứ 12 này, thì vận tốc của nó vẫn là không đổi, nên cái đoạn đường này này chắc chắn gia tốc bằng 0, tại vì nó chuyển động thẳng đều với các em thì gia tốc nó bằng 0 thôi. Vậy là A2 sẽ bằng, tại giây thứ 12 á, là nó là vẫn là 20 trừ 20 chia cho 12 trừ 4 18 thì nó bằng 0, nghĩa là sẽ chuyển động thẳng đều với vận tốc 20 mét trên giây. Câu C từ giây thứ 12 đến giây thứ 20 là C đang chuyển động chậm dần đến khi dừng lại tại giây thứ 20 này, là vận tốc bằng 0. Các em chiếu vào đây này, chiếu vuông góc vào đây, các em tìm được 0 này. Vậy là A3 sẽ bằng 0 trừ cho vận tốc tại thời điểm giây thứ 12 là 20, trên cho 12 đến 20 là lấy 20 trừ 12 là 8. Vậy sẽ kết quả nó bằng trừ 20 trên cho 8, trừ 20 chia 8 bằng trừ 2,5. Dấu trừ này cho biết được xe đang chuyển động giảm tốc, là chuyển động chậm dần. Tiếp theo từ giây thứ 20 đến giây thứ 28 là các em thấy rằng lúc này nó ở vị trí nó dừng lại, sau đó nó sẽ chuyển động đi theo chiều âm không? Tại lúc này vận tốc nó âm này, nhưng nó dừng lại nó đổi chiều chuyển động. Ví dụ như thầy chạy như thế này, chạy tăng tốc đến đây, sau đó chạy đều, sau đó đến đây dừng lại, sau đó chậm dần lại, dừng lại, sau đó đổi chiều. Nghĩa là giây 20 này đổi chiều này, từ giây thứ 20 này giây thứ 0 này, chạy nhanh lên, sau đó chạy đều, sau đó đến giờ khi dừng lại đều, sau đó chậm dần, khúc này chậm dần này, chạy đều này, đều này. Là từ đây đến đây là giây thứ 4 này, là nhanh này. Giây 4 đến giây thứ 12 là đều này. Sau đó giây thứ 12 đến giây thứ 20 là chậm dần, đến khi dừng lại, sau đó ông đổi chiều chuyển động, đó là đi theo chiều âm. Khúc này là chuyển động theo chiều âm. Đổi chiều chuyển động đó. Nên lúc này mình sẽ tính như sau, gia tốc A sẽ bằng, thay với bình thường thôi em. Câu C là A4 sẽ bằng V sau. V sau chỗ này này, các em thấy không? Âm 20 này. Âm 20 trừ cho V lúc tại điểm là 20 giây là bằng 0, chia cho từ 20 đến 28 là mất 8 giây đúng không? 28 trừ 20 bằng âm 20 phần 8, thì kết quả nó cũng bằng trừ 2,5 mét trên giây bình phương. Chờ. Nhưng mà các em để ý này, từ giây thứ 20 đến giây thứ 28 có đặc điểm là gì? Là nó cho biết hướng chuyển động luôn, mô tả về hướng chuyển động là một là đối chiều chuyển động, và thứ hai là đang chuyển động nhanh dần. Ủa sao kỳ vậy đúng không? Tại chỗ này là chậm dần mà chỗ đó là nhanh dần, chỗ này chậm dần, tại vì chỗ này là vận tốc nó dương, gia tốc nó âm, nên tích này nó âm nên nó là chậm dần. Khúc này các em thấy rằng á, vận tốc nó âm, tại vì chuyển động theo chiều âm, gia tốc nó âm, do tích, do đó A nhân V nó dương, do đó chuyển động nhanh dần, thấy không? Vậy là khúc này là nhanh dần, khúc này nhanh dần, khúc này là chậm dần, khúc này là đều, khúc này là nhanh dần, thấy không? Đều và nhanh dần, các em hình dung chưa? Đó.
Rồi vậy là bài học này chúng ta đã học được cái gì? Thứ nhất là chúng ta học được một cái đại lượng, gia tốc là một đại lượng vật lý đặc trưng cho sự thay đổi nhanh chậm của vận tốc. Sự thay đổi nhanh chậm của vận tốc bằng delta V chia delta T nha. Khi vector A và vector V cùng chiều thì tích AV lớn hơn 0, chuyển động nhanh dần. Còn khi AV và ngược chiều thì tích AV âm, chuyển động chậm dần. Và đơn vị gia tốc trong bệ trong hệ thống đo lường quốc tế là SI là mét giây bình phương. Chúng ta dùng khái niệm gia tốc để giải thích một số hiện tượng về chuyển động dưới tác dụng của lực. Ví dụ như chuyển động rơi của một vật là chuyển động có gia tốc vì vật rơi chịu tác dụng của lực hút trái đất. Tại vì lực hút trái đất tác dụng lên vật và kéo vật rơi xuống làm cho vật chuyển động nhanh dần, dẫn đến là vật đó chuyển động có gia tốc. Hoặc là một xe ô tô đang bắt đầu chuyển động thì lực của động cơ ô tô đó các em tác dụng vào xe làm cho xe chuyển động nhanh dần, nên là chuyển động của xe có gia tốc. Đúng không các em? Vậy là lực là nguyên nhân làm biến thiên vận tốc của vật, đúng không? Bất kỳ một cái vật nào mà muốn thay đổi vận tốc như chúng ta đã học ở chương trình lớp 6 về vật lý đó thì phải có lực tác dụng vào vật. Khi mà lực tác dụng vào vật rồi thì làm cho vật bị biến đổi chuyển động. Mà biến đổi chuyển động có nghĩa là biến đổi vận tốc. Mà khi có sự biến đổi vận tốc rồi thì sinh ra gia tốc. Vậy bài học này các em đã hiểu được gia tốc là một đại lượng đặc trưng cho sự biến đổi vận tốc của vật. Nếu vật biến đổi vận tốc nhanh thì gia tốc lớn. Vật biến đổi vận tốc chậm thì gia tốc sẽ nhỏ. Và vật không biến đổi vận tốc thì gia tốc sẽ không có luôn, nghĩa là bằng không. Được chưa nào? Vậy là chúng ta đã học xong bài này nhé. Thì cảm ơn các em theo dõi video. Thân mến chào các em.